아무런 의미 없는 다툼 차갑게 날 대하지 마 모든 게 내 잘못이었어 이런 네 모습 낯설어 난 괜한 내 자존심 때문 Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với kênh của Phan Nữ Uyên Nhi. Trước khi các bạn vào video này hôm nay thì các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo lên nha. Video ngày hôm nay chỉ là một video mình tâm sự và các bạn tâm sự với nhau về cái chuyện mà sức khỏe tinh thần, sức khỏe về cái sự suy nghĩ, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta. Tại vì gần đây thì có một cái chết của một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng của Hàn Quốc là Suli, mà đã giống lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho rất là nhiều người. Mà mình nghĩ là cái vấn đề mà tự vẫn của các ca sĩ trẻ Hàn Quốc và những cái ca sĩ tài năng khác thì nó đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái thông điệp mà mình nghĩ là chúng ta hôm nay nên ngồi với nhau để tâm sự nhiều hơn về cái sự stress ở lứa tuổi 20 cộng. Là tuổi 20 là cái lứa tuổi mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều stress và có rất nhiều lần chúng ta chỉ muốn tự giết bản thân mình thôi. Mình biết là rất là tiêu cực khi mà nói đến những cái vấn đề này, nhưng mà mình và các bạn đã và đang trải qua một vài lần như vậy. Kiểu là mình so sánh bản thân mình với một người nào đó chẳng hạn, vì sao ở lứa tuổi đến mình mà người ta lại làm như vậy trong khi mình lại là khác. Rồi vì sao ở cái lứa tuổi này thì mình mãi mê chăm chỉ học hành và làm việc, trong khi người khác lại có thời gian tận hưởng cái tuổi trẻ của họ, trong khi những cái người mà đang gọi là được tận hưởng tuổi trẻ của họ thì lại so sánh mình là vì sao người khác có một cái sự nghiệp, có một cái đam mê nhất định rồi, còn mình thì lại không. Mọi thứ ở lứa tuổi 20 thì nó không bao giờ chắc chắn, mà cái định kiến của xã hội, cái mẫu mực của xã hội người ta lại đặt lên rất là nhiều cái tiêu chuẩn cho tuổi 20, là con tốt nghiệp trường nào, con thu nhập được bao nhiêu, con bao giờ lấy chồng, con bao giờ lấy vợ, rồi có con có cá rồi thì con có bạn được nặng được bao nhiêu kg, tại sao nó lại nhìn trông ốm yếu vậy, rồi sao lại không có bụ bẫm vậy. Có rất là nhiều cái sự stress nó ập tới ở cái lứa tuổi 20, mà chúng ta thì đang ở cái độ tuổi ngấp nghé gọi là trưởng thành và trải nghiệm qua những cái vấp ngã, những cái sự đau buồn đầu đời á. Tại vì trước đó thì chúng ta có thể là những cái lứa tuổi đang rất là hồn nhiên, sinh ở những cái lứa tuổi cấp 3, rồi sau đó thì ở lứa tuổi 30 cộng, 40 cộng thì chúng ta đã trải nghiệm đủ rồi. Còn cái lứa tuổi 20 này thì giống như là mọi thứ đều rất là mới mẻ và cần phải trải nghiệm nhiều hơn, cho nên là cái cảm xúc lúc đó giống như là chúng ta không có chịu nổi, cho nên là thành ra những cái người mà người ta không có thể chịu đựng được và người ta chỉ muốn giải thoát bản thân mình khỏi thế giới này thôi. Mình nghĩ là mình với các bạn cũng đã rất là nhiều lần chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới này. Một là đến một đất nước nào đó không có ai biết mình, thứ hai là chỉ muốn biến mất thôi, tại vì nó có quá nhiều cái áp lực từ cái công việc, học tập, từ chuyện tình cảm mà chúng ta nhiều khi là không muốn tiếp tục sống nữa. Thì lúc đó thì chúng ta nên làm gì? Tại vì mỗi người là có một cái tính cách khác nhau. Giống như là mình là một cái người gọi là rất là hướng nội, mình rất thích ở nhà một mình và làm những công việc một mình, thì đó là những cái công việc mà giúp cho mình vui vẻ hơn. Nhưng mà cái tiếp người hướng nội á, một khi mà đã ở nhà rất là nhiều và một mình rất là nhiều thì khiến cho cái bản thân mình bị stress á, thì không biết giải tỏa ở đâu cả. Tại vì người hướng nội rất là khó để nói ra hoặc bạch ra, cho nên là các bạn cũng đừng có quá thiên về một cái gì đó quá. Như tiếp người hướng nội như mình thì cũng cần có một khoảng thời gian đi ra ngoài giao lưu với bạn bè, chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với người mà mình yêu thương nhất chẳng hạn, và làm những cái công việc mà có cái hướng ngoại một tí. Cho nên là các bạn nên cân bằng tất cả mọi thứ, âm dương, trắng đen, mọi thứ nên cân bằng vừa đủ, không có quá thiên về một cái hướng nào cả, thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của các bạn. Cho nên là nếu mà cái tiếp người hướng ngoại đối với mình cũng nghĩ là như vậy. Các bạn
rất là thích gặp gỡ giao lưu với người khác, nhưng mà nhiều khi cảm thấy đó là một cái sự mệt mỏi chẳng hạn, thì các bạn nên ở nhà tận hưởng những cái bản nhạc, những cái bộ phim rất là hay một mình. Mình nghĩ là như vậy. Các bạn nên biết sự cân bằng giữa cái việc mà hướng ngoại và hướng nội, biết chia sẻ với những người mà mình cảm thấy tin tưởng, và đừng có giữ cái gì đó trong lòng quá lâu, khiến cho mình bị tủi nhục, ức chế và áp lực nhiều hơn. Cho nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn thì ở lứa tuổi 20, các bạn có thể là lứa tuổi mà các bạn vận động hết mọi công suất để học tập, làm việc, để trải nghiệm này kia, nhưng mà các bạn cần phải cân bằng cuộc sống của mình, cân bằng cái sức khỏe của trí tuệ, sức khỏe của thể chất của mình, để mình không bị thiên về một gì quá và cảm thấy là cái mặt đó nó bị nặng quá nhiều, sau đó thì các bạn sẽ bị stress và không có chịu nổi. Ngoài lấy lại cái sự cân bằng trong cuộc sống ra thì chúng ta cần tìm cái sự ý nghĩa, cái mục đích sống của chúng ta, thì lúc đó chúng ta lại càng thôi thúc sống có mục đích, có ý nghĩa hơn rất là nhiều và không có suy nghĩ quá tiêu cực. Cho nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ qua, và nếu mà không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều trơn tru một cách thuận lợi, thì nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy là có gì đó sai sai, đúng không? Cho nên là có một chút rắc rối, có một chút khó khăn, đó chính là cuộc sống, đó chính là những cái gì rất là bình thường mà chúng ta sẽ đối mặt, và nếu mà vượt qua rồi thì mọi thứ sẽ không sao cả. Và ở cái lứa tuổi 20 này thì nó rất là chông chênh, nó rất là không ổn định, nhưng mà rồi đây là một cái lứa tuổi mà rất là đẹp và rất là rực rỡ, cho nên là các bạn nên tận hưởng và nên biết cân bằng lại, nên giữ sức khỏe của mình nhiều hơn, nhớ ăn và tập luyện đầy đủ, rồi uống nước, giao tiếp với bạn bè, yêu một người nào đó cảm thấy là phù hợp và cầu nguyện mỗi ngày. Đó là những điều mà rất là ý nghĩa đối với mình. Còn các bạn không biết thì sao, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ lạc quan hơn, đừng quá tiêu cực đến bản thân mình. Mình rất tiếc đối với cái sự ra đi của một cái cô ca sĩ người Hàn Quốc như vậy. Và cũng rất là nhiều bạn trẻ cũng đang tự giết chính mình và tự chết ở một cái lứa tuổi rất là trẻ. Cho nên là mình nghĩ là các bạn hãy cố gắng lên, mọi thứ sẽ ổn thôi. 아무런 의미 없는 다툼 차갑게 날 대하지 마 모든 게 내 잘못이